tội thác không lên bờ. Nước thân thể của huyết bản lên của mày. Ok, chào mừng 500 anh em trở lại với cái kênh Trải Nghiệm TV. Chúc tất cả anh em xem video clip thật là vui vẻ nè. Trong khi xem video thì các anh em tiếc gì cho em ấy một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh. Đừng quên bật luôn cái chuông thông báo lên để nhận những cái video, những cái like sớm nhất từ cái kênh Trải Nghiệm của mình nha anh em. Tiếp tục là một cái con game là huyền thoại Mu Tarkan phiên bản của mobile anh em à. Và trước khi vào một con game thì mình xin quảng cáo giới thiệu cho anh em biết là có một cái app treo game mobile. Các anh em không sợ nóng máy, các anh em không sợ giật lan, các anh em không sợ hao pin thì cái app đó có tên là UG Phone, treo app game mobile 24/24. Anh em nào mà muốn sử dụng để treo á thì các anh em có thể là vào trong cái phần mô tả của mình hoặc là vào trong cuối phần comment của cái video thì mình sẽ gắn một cái link, anh em đăng ký qua cái link của mình đó là anh em sẽ được một cái gói ưu đãi nha anh em à. Tiếp theo là một cái con nhân vật cực kỳ là bánh bèo có tên là Summo. Và phiên bản này nó có SUM luôn, nó có GF, nó có tất cả những cái con, trừ cái con GL thương thủ ra hơi thất vọng nhưng mà không sao. Có GF với DL thì có một cái phần nào đó là hương phấn để cho mình tiếp tục làm một cái con game huyền thoại Mu Tarkan phiên bản chuẩn của mobile. Nếu anh em chơi trên PC thì các anh em có thể là tải qua giả lập. Giả lập thì nó sẽ hỗ trợ hai cái, một cái là Blue Tac, một cái là LD. Hiện tại thì mình đang xài cái Blue Tac và cái phiên bản mới nhất ngay thời điểm hiện tại nha anh em. Download đồ nó rất là dễ anh em ạ. Vào trong con game á thì mới đầu vào thì nó hơi nặng tí xíu nhưng mà vào trong được con game mình lót rồi á thì nó sẽ cực kỳ là nhẹ anh em, không có bị tình trạng mà lan giật lắc hay gì hết, lâu lâu cô đít ra một hai lần thôi anh em à. Rồi, let's go vào trong một cái vấn đề chính hôm nay là mình sẽ vào review cho anh em biết là một cái con Summo phiên bản của Mu Tarkan này nó sẽ đi theo hướng nào. Và cũng như những cái phiên bản khác thì cái con Sum là một cái con nhân vật là pháp sư, là triệu hồi sư của những cái phiên bản khác. Em ấy sẽ cộng hưởng vào là nhanh nhẹn và năng lượng. Năng lượng là một cái đam chính. Nếu anh em farm một cái map nhỏ thì các anh em không cần phải cộng cái lượng nhanh nhẹn quá nhiều, các anh em cộng cho mình tầm khoảng là 2k đảo lại là các anh em có thể là trụ tốt. Còn cái này là mình test ở trên Vulcanus nên là mình để nhanh nhẹn nó lên tới là 4k hoặc là 5k thì mình sẽ tẩy ngay và luôn cho cái lượng nhanh nhẹn của nó thấp nhất có thể. Nếu mà các anh em muốn kit quái tốt thì các anh em có thể là chừa, còn mà các anh em muốn cho cái đam nó to thì các anh em có thể là hạ xuống. Hiện tại đam của mình đó, trên đây bị mấy này anh kit thì nó cho ra một cái lượng đam chưa có gọi là mắc pin. Tại vì sao? Tại vì mấy này anh kit thì mình sẽ chuyển qua một cái sub cho nó vắng nhất có thể. Hiện tại thì mình đã chuyển qua bên một cái sub 2, sub non BK, là cái sub không BK. Hiện tại ở bên sub non nó cực kỳ vắng anh em ạ. Vì ở bên sub BK mà cài không ra ngọc, mà qua bên đây cài làm sao có ngọc được anh em. Thì ở bên đây chúng ta farm tốt nhất có thể. Hiện tại mình đang dùng một cái kỹ năng đó là phi tiêu. Thì cái con Sum này ở một cái phiên bản này nó cũng là có khá kỹ năng. Ngoài cái chuyện mà cộng điểm là mình show cho anh em xem. Nếu mà các anh em muốn cho cái đam to lên thì các anh em hạ cái lần nhanh nhẹn xuống cho mình. Anh em cứ cộng nhanh nhẹn tầm khoảng 2k, còn bao nhiêu các anh em dồn hết vào trong năng lượng nha. Đam của các anh em sẽ lên rất là to luôn. Và ở đây là mình đang test skill cho anh em xem. Hiện tại max đam của con này nó lên chỉ có 5k, trong khi đó là mình đã cộng 5 năm bên cái hướng này nha. Một lát mình sẽ test cái skill sau và vào trong đây mình sẽ review một chút xíu thông tin cơ bản về những cái kỹ năng của em ấy. Thì ở đây kỹ năng thì nó sẽ cho chúng ta hai bộ, một bộ 1 và bộ 2. Các anh em muốn thích để những cái kỹ năng nào để cho chúng ta mà thuận tiện để khi BK đi farm thì anh em có thể là gán vào trong đây. Như ví dụ anh em thích ở bên 1 là công, ở bên 2 là boost thì các anh em có thể để vô. Ở đầu tiên á là cái đánh thường thì ai cũng biết nha, những anh em nào không chơi game mới là không biết cái kỹ năng đó là kỹ năng đánh thường, nó cũng như không nhưng mà phải nói. Ở đây có một cái là lưỡng phong đao. Lưỡng phong đao này là nó sẽ như một cái kỹ năng của cái con game ở bên là Lock 2, con nách quay và con Sum nó dùng được, là có một cái phi tiêu, còn gọi đó là một cái kỹ năng công thành chiến, một cái kỹ năng 400. Khi các anh em muốn xài được, muốn sở hữu được thì các anh em phải bắt buộc tạo một cái con nách quay rồi chuyển qua con Sum mới xài được. Còn cái bản này nó sẽ cập nhật thẳng vào trong cái con Sum luôn. Anh em vừa tạo là sẽ có luôn một cái kỹ năng công thành chiến cho anh em, có tên là lưỡng phong đao. Thì phép thuật của em ấy là 1011 và khi mắc lên là nó sẽ là 2440 nè. Khoảng cách khi mà mình sử dụng được cái kỹ năng này bao quanh á thì là 6 ô. Mana mình sẽ tiêu tốn là 150 và nội lực mình sẽ tiêu tốn là 100. Nội lực là một cái cây Angie này đây anh em. Bên đây là cái cây SD, trên là HP, còn bên đây là ở trên là mana, ở dưới là Angie. Còn gọi cái nội lực nha. Khi mà mình sử dụng kỹ năng này cho chúng ta một cái là cực kỳ đẹp và chúng ta sẽ tốn rất là nhiều. Thứ nhất là chúng ta sẽ tốn mana, thứ hai là chúng ta sẽ tốn nội lực và tiếp theo một cái bộ kỹ năng khác. Có một cái kỹ năng là quả kỳ lân. Quả kỳ lân này nó không có ở trong những cái bức thư để chúng ta học nhưng mà nó sẽ có ở trong cái quyển sách. Vì Sum một bên là dùng một cái gậy, một bên là dùng cuốn sách nha. Khi ở những cái phiên bản là cái con EGA, Uplogankia phiên bản thời kỳ đầu thì cái con Sum nó chỉ là sử dụng hai gậy thôi, một đánh một đỏ. Một thời gian sau này nó mới có thêm là một gậy và một sách đang review cái con game là Mu Tarkan luôn anh em. Nhảy qua tới bển và tiếp theo cho chúng ta một cái kỹ năng không hề thiếu, và bất cứ cái phiên bản nào cũng vậy, cũng có cái sóc điện này hết. Sóc điện này cho chúng ta cái đam pháp lực của nó nhỏ nhất là 1016, khi mà chúng ta mắc lên là được là 2447. Khoảng cách sử dụng cũng là 6 mana, tiêu tốn thì chỉ có 115 thôi, hôm nãy là 150. Nội lực chúng ta tiêu tốn là chỉ có 7 thôi, hôm nay là 10. Tiếp theo là một cái là hút HP, còn gọi là hút máu, khi mà chúng ta BK hoặc là chúng ta đi săn boss, chúng ta boost cho đồng đội thì chúng ta có thể là sử dụng một cái kỹ năng, vừa búp xong là mình dùng cái kỹ năng hút máu rồi luôn, là mình vừa đam vô quái mà mình vừa hồi máu luôn. Một cái kỹ năng mà cực kỳ tốt khi mà các em chơi cái giai đoạn đầu đi săn boss, quánh từ sáng tới chiều không chết. Vì sao? Tại vì mình hút máu là mình đầy cái cây hoài, chỉ lo là hết mana thôi, chứ cái lượng HP là không hết nha. Tiếp theo là có thêm một cái kỹ năng như gì đó. Kỹ năng này nó sẽ áp dụng từ cái mobile tới cái PC luôn, và khi BK chúng ta có thể là dùng kỹ năng này. Khi mà bước đầu nhìn vào cái kỹ năng là các em sẽ biết và sẽ thấy liên tưởng tới cái quần đùi này là nó xài chung với con đắt quay mà. Thì đúng là đây là một cái giật xét của cái con là phù thủy. Ở đây là một cái là xét liên hoàn, thì chúng ta vừa giật xét vừa đóng băng luôn. Phép thuật thì nó hơi bé tí, các em nhìn nè, cái nhỏ nhất là nó chỉ là 991, và khi mà lớn nhất nó chỉ là 2410. Khoảng cách sử dụng cũng 6 mana, chúng ta chỉ tốn là 85 thôi, không tốn nội lực luôn, thuộc tính là xét. Và ở đây có một cái cực kỳ hay, vì ở những cái phiên bản của PC thì nó không có căn chỉnh là tầm khoảng là 80-90. 80-90 là cái gì? Là nó sẽ phản hồi lại tất cả sát thương tầm khoảng là 80-90. Còn cái con game mà Lord 2 phiên bản thời kỳ đầu, thời kỳ Legend, nó phản lại 100% đam luôn. Ở cái phiên bản thời kỳ đầu mình đã dùng cái con Sum, mình cộng như con Natkin, mình full vào trong HP, mình búp cái phản đòn lên, mình bật chế độ BK lên, mình chạy vòng, thằng nào tự động BK là thằng đó lăn đùng ra chết. Mình khỏi cần farm ai hết, khỏi cần quánh ai hết, không cần khỉ ai hết, chỉ cần bật cái BK lên chạy vòng là một hồi nó sẽ boss lên trên thế giới nó chửi thì thôi nhá luôn. Và tiếp theo cho chúng ta một cái kỹ năng, là cuồng nộ. Kỹ năng cuồng nộ này sẽ giúp cho chúng ta tăng lên một cái lượng phép rất là to nha. Như ở phiên bản mà EGA là tiếp tục là đi lạc đời. Phiên bản EGA thì chúng ta búp lên một cái kỹ năng của cái con Sum cực kỳ là cao nha anh em. Ở cái phiên bản này cũng vậy luôn. Đây sử dụng là cuồng nộ, khoảng cách là chỉ có 5 thôi, mana là 100 và nội lực tốn tới 50 lần anh em ạ. Và cuối cùng là cho chúng ta một cái kỹ năng boost nữa. Kỹ năng boost này nó cực kỳ là quan trọng khi chúng ta BK. Đối với farm quái thì nó không có nói lên cái độ nguy hiểm, nhưng mà khi các anh em bước vào trong BK, cái này để làm gì? Nó giảm tấn công của đối phương, thì là khoảng cách là mình dùng là 6 nè, và mana mình dùng là 50 và nội lực chỉ có 15 thôi. Nó hỗ trợ cho chúng ta rất nhiều, nhưng mà cái nguồn thu của nó ngốn thì rất là ít anh em ạ. Tổng quan về một cái bộ skill của con Sum thì nó sẽ thiếu một hai cái boost gì đó, nhưng mà không quan trọng anh em. Quan trọng khi chúng ta BK thì chúng ta có một cái là lưỡng phong đao nè, kết liệu tốt nè, một cái là giật xét liên hoàn kết liệu tốt nè, và một cái phản đòn, boost sát thương và boost giảm tấn công. Thì chúng ta làm sao cho nhanh tay lẹ mắt boost được ba cái búp này lên và sử dụng một cái skill giật xét. Tiếp theo đó là chúng ta có thể là lôi phong đao hoặc là hút máu. Thì những anh em nào bờ gồ của Sum nghe tới đây, nếu mà có ngứa cái mõm thì hãy mạnh dạn comment vào cuối cái phần video này để giúp cho kênh càng ngày càng phát triển nha, giúp cho kênh những cái thông tin thủ thuật hay. Tiếp theo là mình sẽ test một cái bộ kỹ năng cho anh em xem. Ở đây là một cái là hút HP, các anh em sẽ thấy nè, hút HP nó cũng như những cái phiên bản khác, nó sẽ có những cái chấm màu đỏ. Các anh em thấy là nó sẽ có những cái chấm màu đỏ mà li ti, nó sẽ hút HP tất cả những con quái nào mà nó ra. Hút HP này nó tăng đam nha, chứ không phải là một cái dạng boost đâu. Và đây là một cái dạng boost. Boost lên để làm gì? Boost lên để mình bấm vô thông tin cho anh em xem. Ở đây là phản hồi sát thương, phản hồi lực tấn công, là thời gian tối thiểu là 2 phút nha anh em. Boost một cái nó lên 2 phút, rất là lâu anh em à. Và ở đây mình sẽ boost thêm một cái cuồng nộ. Boost cuồng nộ này để làm cái gì? Khi mà mình bấm vô boost cuồng nộ thì nó đã là tăng tấn công, khả năng nguyền rủa nè, tăng mana tối đa nè, giảm phòng thủ nè, và thời gian duy trì là 4 phút. Rất là ngon lành nha. Và tiếp theo là cũng là một cái búp nữa, mình sẽ búp cái này lên luôn. Khi mà búp cái này lên nó không hiện chỉ số trên đây, nhưng mà nó sẽ giảm sự tấn công của đối phương. Tiếp theo là mình sẽ cho anh em xem một cái giật xét nha. Đây là một cái kỹ năng giật xét. Kỹ năng giật xét này nó không có cái hình hài để cho chúng ta xem. Ở những phiên bản khác là nó sẽ phóng ra một cái luồng xét đặng nó giật khi BK hoặc là chúng ta khi farm quái, là nó sẽ phóng ra được một cái luồng xét để nó giữ chân người chơi lại. Còn cái này thì không có. Cái này nếu mà nó có hiện kỹ năng là nó hiện một cái là lưỡng phong đao này đây. Lưỡng phong đao này nó có hiện kỹ năng, mà tại vì của mình cộng lên cái lượng anh ghi nó quá cao. Một lát nữa mình sẽ test anh ghi cho nó thấp xuống cho anh em xem là một cái lượng phong đao này nó sẽ như thế nào. Thì mình sẽ bật cái này lên trước. Khi mà mình điều chỉnh lại cái lượng tốc thì anh em sẽ thấy là những cái kỹ năng nó sẽ tung té ra rất là đẹp. Và ở đây cũng chưa có gọi là đẹp, mình sẽ kiếm một cái bãi quái nào đó để mình trổ tài một cái bộ kỹ năng lại cho anh em xem. Ở trên đây thì những con quái nó sẽ có những cái chấm trắng thì nó không có được hay lắm. Mình sẽ dời một cái map dễ hình dung, dễ nhìn nhất có thể ra ngoài cổng của map là Noia. Ở đây nó sẽ có một cái bãi quái để cho các anh em test cái lượng đam. Ôi trời ơi, mấy thằng này ở đây nó làm cái gì vậy Gen, mà có cần phải nhặt nhiều như vậy không? Kìa, một bài luôn. Và các anh em không phải bỡ ngỡ và không phải bất ngờ quá đâu. Ở những cái map như vậy là có rất nhiều cờ lon người ta cấm. Các anh em vào trong đây các anh em nguyền rủa cờ lon, mà các anh em thử nghĩ coi, nếu mà không có cờ lon á thì cái giá trị của cái món đồ nó cực kỳ cao. Còn nếu mà có cờ lon á thì các anh em có thể là sở hữu được những viên ngọc, sở hữu được những cái món đồ. Thì có qua có lại anh em, các anh em khó farm nhưng mà đồ nó sẽ rẻ. Còn nếu mà các anh em dễ farm thì đồ nó sẽ mắc. Tại vì bãi quái nó rất là nhiều nhưng mà không có cờ lon nó farm. Còn top á, thì nó đâu phải nó farm như mình đâu. Top nó đung tiền vô, nó quay vòng quay may mắn, nó quay những cái ô may mắn là chiếc nón kỳ diệu, nó sẽ random, nó sẽ hên xui chọn được những món quà. Còn mình cài á thì không có cờ lon như gì thì mình không có những cái món đồ rẻ đâu nha. Sẽ đi kiếm một cái bãi quái khác cho nó chống nhất có thể đặng mà mình test. Ở đây là có một cái bãi người đá rất là huyền thoại. Ở đây bam skill nó rất là đẹp. Các anh em thấy là rất là đẹp không? Ở đây mình sẽ có một cái kỹ năng phi tiêu. Kỹ năng phi tiêu này hiện tại á, thì nó cũng đang là mắc tắt nên các anh em sẽ không thấy cái lượng phi tiêu của mình nó phóng ra, tại vì nó quá lẹ anh em à. Các anh em sẽ không thấy nha. Mình sẽ bật cái kỹ năng này lên cho nó búp lên cho anh em xem. Đó là một cái kỹ năng phi tiêu, các anh em nhìn rất là đẹp. Ở đây đã bung cái màn hình ra là xa nhất có thể nha anh em, chứ không phải là màn hình gần đâu. Tiếp theo là có một cái kỹ năng là giật sét nha. Qua về đây khi mà cái tóc của mình nó thấp lại thì các anh em sẽ thấy những cái luồng sét nó đi ra. Giật sét này là rất hoài niệm luôn. Ở những cái phiên bản từ PC cho tới mobile, giật sét này cho chúng ta rất là tốt. Ở một cái giai đoạn đầu khi mà chúng ta giật sét á là mình kích quái cực kỳ tốt nha. Thì khi mà mình hạ anh ghi xuống còn 1k5 và bao nhiêu mình dồn vô hết thì đam của mình mắc đam lên. Ở những cái bãi quái nhỏ này nó sẽ lên được 9k. Thì 9k nó không có nói lên cái độ nguy hiểm, nó ở tầm dạng là 7k 8k khi mà mắc đam. Hồi nãy của mình lên được 9k anh em. Và một cái kỹ năng này không thể thiếu là một cái kỹ năng là sóc điện. Sóc điện nó cho chúng ta những cái vòng tròn quanh ở cái con nhân vật. Mình cảm thấy cái lượng tóc của cái con sum này nó hơi bị tù túng làm sao anh em à. Khi cái con GF của mình cộng tầm khoảng 1k5 thôi, nó đã quơ như đúng rồi. Và con DL cũng vậy, con DL tầm khoảng 1k5 thôi. Nó khi nó tung kêu cực kỳ nhanh. Con cung cũng vậy, con cung thì mình không bàn cãi tới đây. Còn con MG mình thấy cũng rất là nhanh. Còn qua tới cái con sum này thì mình thấy là khi mà nó tung cái kỹ năng ra mình thấy cực kỳ chậm, chậm rãi. Đây là sẽ có một cái kỹ năng hổ nha. Kỹ năng hổ này thì các anh em sẽ liên tưởng tới một cái con game, đó là Lord Container. Lord Container nếu mà đi công thành chiến cầm con sum, thường thường người ta nói là chơi sum chó đó anh em à. Khi nó cầm sum vô rồi thì nó thả như đúng rồi luôn. Và cái con hổ này nó không có ra một lần 3 con. Những cái phiên bản khác là mỗi một lần ra nó sẽ được 3 con, còn phiên bản này một lần ra chỉ có 1 con chạy long nhông thôi. Tại vì chưa có tiền nuôi nhiều, chỉ nuôi đủ có 1 con. Đáng lý một cái kỹ năng làm thú sổng, một cái kỹ năng là quả kỳ lân này nó sẽ chạy như đúng rồi luôn. Còn cái này nó cũng y chang. Các anh em thấy không, khi mà nó thả cái con kỳ lân ra thì nó cực kỳ là chậm. Tiếp theo là mình sẽ cho các anh em thấy là một cái kỹ năng là rút máu nha. Ở đây có một cái kỹ năng rút máu khi là nó ở một cái chế độ bao nhiêu nó sẽ là 30 giây nó sẽ rút máu 1 lần. Về đây rồi thì các anh em sẽ thấy những cái bộ kỹ năng của từng con nhân vật nó sẽ bộc lộ hết và nó cho chúng ta một cái khung cảnh cực kỳ là đẹp. Các anh em thấy một cái kỹ năng là rút HP, còn gọi là một cái là hút máu thì thấy là đẹp cho. Nó y chang những phiên bản ở trên PC luôn, không khác một chút xíu nào hết nha anh em. Kỹ năng, đồ họa và cái chất hình ảnh của nó cực kỳ là đẹp. Hiện tại là mình sẽ chuyển qua một cái kỹ năng là lưỡng phong đao, là nó sẽ cho ra 3 cái phi tiêu. Nhìn vô nó rất là đẹp, rất là hoài niệm luôn. Khi mà các anh em đang chơi, đang tận hưởng một cái phiên bản của mobile nhưng mà nó có một cái chất gì đó, nó có một cái khung cảnh gì đó của PC thì các anh em sẽ thấy là cực kỳ tuyệt vời. Không phải bây giờ mà chúng ta phải ngồi ôm PC kè đó. Anh em có một cái là một cái app UG Phone là chúng ta có thể là treo nhiều ạc, chúng ta có thể là cai quản nhiều ạc cùng một lúc trên cái mobile mà nó không hề nóng máy, không hề gì hết. Các em có thể là chơi cái ạc này 1 lát rồi qua cái ạc khác chơi 1 lát nữa để mình trải nghiệm full hết nha. Còn nếu mà các em sử dụng một cái điện thoại chính thống mà mình chỉ chơi, nếu mà các em những cái điện thoại đề cao mình chia màn hình ra được, mình nhăn app ra được thì chúng ta chỉ dọn dẹn chơi được có 2 tab thôi. Còn cái này là chúng ta có thể là nhiều tab vô tư. Các anh em nào muốn tải, muốn trải nghiệm thì các anh em có thể là nhìn ở trên màn hình một cái biểu tượng là UG Phone và mình sẽ để ở phần comment cũng có và để trong phần mô tả cũng có luôn nha anh em. Và video của mình sẽ xin tạm kết thúc tại đây. Video lần sau mình sẽ cố gắng làm cái con nhân vật là DK để phục vụ cho anh em nha anh em ạ.